Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang coi cái clip của Quang. Và hôm nay thì Quang xin được làm một cái clip thực tế khi mà mua một cái con chim nó tương đối thuần ở trên mạng về thì làm như thế nào. Theo như cái clip mà người bán quay thì Quang cũng đã được xem cái clip phát trực tiếp nó độ khoảng 7 phút và thấy là con chim nó cũng đấu nó cũng tương đối. Thế nhưng mà thực tế ra thì khi mà clip người bán quay thì theo Quang nghĩ rằng là có thể là có cái con mái kèm vào hoặc là có thể có con mái thì con chim nó mới đấu được chẳng hạn. Thì thôi thì chúng ta mua thì chúng ta xem cái lết chơi của con chim, nếu chúng ta thích thì chúng ta về thì chúng ta cũng phải nó từ từ thôi, khai thác nó từ từ và nuôi gột nó để tìm hiểu nó xem là cái lết chơi nó ra làm sao rồi hãng mang đi chơi. Đấy, chứ còn theo cái kinh nghiệm của Quang được biết thì rất là nhiều anh em là nóng vội với cả còn cả phụ thuộc vào cả cái người bán nữa, người ta cứ bảo là chơi tốt lắm để người ta đẩy cái giá bán lên cao, rồi thì cuối cùng là anh em về là chưa chi đã mang ra chơi vội quá thì con chim nó sập chẳng hạn, thế thì lại xảy ra cái chuyện là tranh cãi nhau ở trên mạng là mua cái con chim không chơi được rồi thì thế này thế kia. Thế thì nó cũng rất là nhiều chuyện xảy ra ở trong cái quá trình mua bán chim ở trên mạng. Thế cái con chim này thì Quang cũng đã được xem cái clip phát trực tiếp khoảng 7 phút thì Quang cũng nhìn thấy cái lết chơi của nó xòe rất là đẹp. Thì Quang cũng thích một cái con xòe thì cũng mua về để gột lên để chơi thôi, chứ cũng không có cái định buôn bán gì cả. Thì Quang cũng sẽ làm cái clip để hướng dẫn cho các bạn về cái cách về nuôi gột. Thế thì như này, nếu như khi mình xem clip thì thấy con chim nó đấu rất là tốt, biết đâu có khi lại có cả cái con mái ở bên cạnh chẳng hạn như thế mà người ta bán người ta không quay đến chẳng hạn, thì khi mà anh em về thì cứ nghĩ là nó đấu tốt nóng vội quá, có thể mang ra treo cho nó đấu luôn chẳng hạn, thì nhiều lúc có những con chim nó vừa đi xa về chẳng hạn, hoặc là nó chưa những con chim mà người ta chỉ nuôi quen một chỗ thôi, quen ở trên bản chẳng hạn, thì khi người bán người ta đi thu mua về người ta nuôi ở nhà ta, người ta gột, người ta vực lửa độ khoảng 1-2 tuần chẳng hạn, thì nó chỉ quen với cái khu vực đó và có những cái con mái hay đó thì kè chim vào nó đấu thoải mái vô tư. Nhưng mà khi mà con chim đó nó chưa phải là con chim chơi cứng, rời tay cái người bán ra và rời tay con mái ra thì về nhà các bạn ấy nó không có cái con mái chẳng hạn thì nó sẽ không chơi chẳng hạn, thì các bạn nên cẩn thận. Đấy, thế còn như Quang ấy thì Quang làm theo cái cách như thế này. Khi mà mình về ấy, thì cái việc đầu tiên là mình có cái con mái để ngay bên cạnh như thế này để mình trấn tĩnh luôn cái tinh thần của con chim. Đấy, tức là hiện tại là mình để nó ở một cái khu vực ở trong cái phòng này chẳng hạn, là cái phòng kín, không vì nhà mình nuôi rất nhiều họa mi, hiện tại Quang cũng đang nuôi 8 con họa mi cơ. Ở mỗi chỗ mỗi góc để một con bịt kín áo lồng. Đó, hiện tại ở đây thì ngoài ban công cũng đang có một con và ngoài chiếu nghỉ cầu thang kia cũng đang một con, nhưng Quang đóng kín hết các cửa. Mà không may nó nghe thấy tiếng mái xùy lên hoặc con mạ lạ nó hót thì nó hót lên cũng đành phải chịu thôi. Đấy, nhưng mà nó đóng kín cửa thì nó cũng đỡ đi một phần nào. Đấy, thì cái tốt nhất ấy là các bạn khi các bạn mua con chim về ấy, thì các bạn cứ cố gắng là các bạn kiểm tra con chim trong vòng mấy hôm xem nó có tật lỗi gì không để báo với người bán. Và sau đó thì các bạn cứ cố gắng là các bạn nuôi dưỡng nó theo để cho nó quen cái chỗ mới, quen với chủ nuôi mới. Đấy, sau đó thì các bạn treo con chim lên mà nó chơi tốt ở nhà rồi thì các bạn mang đi thử một cái chỗ lạ mà không cần đến cái con mái nữa nó chơi, thì lúc đó thì chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện mà cho con chim nó đấu đá, treo ra cho nó đấu với con này con kia chẳng hạn như thế. Bởi vì là đôi khi có những con họa mi khi mà trong cái quá trình mà người bán người ta thu mua được cái này, con chim đấy nó chưa mang đi đâu bao giờ cả, thì khi đến chỗ lạ nó sợ lắm, kể cả nó là chơi tốt ở nhà rồi nhưng đến chỗ lạ nó sợ lắm. Đấy, nó không dám chơi. Đấy, vì cái tâm lý của con chim nó rất là kém. Đấy, kể cả bây giờ Quang nói là nếu như bạn nào đang nuôi cái con họa mi ở nhà mà nó chơi tốt ấy, mà các bạn chưa mang đi đâu bao giờ mà các bạn mang ra cho dàn ra cộ nó chơi, nó chưa chắc nó dám đấu. Mặc dù khi ở nhà các bạn ấy, các con chim khác mang lên đấu đá nó chơi bét nhẻ, nó chơi thoải mái vô tư. Đấy, vì nó là cái thung của nó rồi, nó chả sợ một cái gì cả. Nhưng mà các bạn mang đi, chưa mang đi đâu bao giờ ấy, mang ra dàn ra cộ chẳng hạn ấy, có khi thậm chí có con nó còn bù đầu cơ. Đấy, bởi vì nó chưa đi bao giờ, nó sợ cái tâm lý của nó. Đấy, nó phải thường xuyên nó được mang đi nó mới thành thói quen cơ. Đấy,
Thì bây giờ cái cách mà Quang hướng dẫn cho bạn một cái cách an toàn nhất là như thế nào? Đây, thì ví dụ như thực tế đây là cái con chim mà mình mua về đây. Đấy. Thì khi mà về thì mình cũng không có lo nghĩ lo sợ gì về cái chuyện đổi cám cả. Ở đây thì Quang đổi luôn sang cái sản phẩm cám chim họa mi 200.000 một cân hiện tại Quang đang bán đây. Cho ăn thẳng luôn, không có phải việc gì phải sợ cả. Đó. Đây, thì sau đó thì mình sẽ cho nó cám vào. Đấy, cám thì Quang tìm tạm được cái cống này nó hơi sâu, sợ con chim nó cũng chưa quen, nhưng mà thực ra con mi nó dễ không mà. Đây, mình đổ một chút như này thôi. Đây, các bạn thấy nhé. Chỉ một chút này nó ăn vừa đủ từ giờ đến chiều tối thôi. Đấy, hoặc là đến cùng lắm là đến sáng mai thôi. Không nên đổ nhiều quá. Đổ nhiều thì là cái mùi cám nó sẽ mất cái mùi thơm đi. Đó. Cám đây. Cám này là Quang đang bán cho mọi người là 200k một cân. Cám rất là tốt, chất lượng. Đấy, thì khi mà chúng ta ngay từ lúc đầu chúng ta về ấy, thì cái con chim nó đang hoảng đang sợ. Đây thì Quang xin phép là Quang tháo nó ra nhé. Cái cửa nó đâu. Khi mà nó vận chuyển cho vào trong cái hộp như này thì đôi khi là con chim nó cũng rất là hoảng sợ chứ không phải không, thì các bạn phải về các bạn phải cẩn thận chứ đừng có mà chơi vội quá đấy. Thì cái cửa này thì nó cũng hơi nguy hiểm một chút, để Quang xem là Quang đặt cái máy quay ở đây để cho Quang cho nó vào lồng. Chứ nếu như mà vừa cầm điện thoại vừa quay thì nó hơi nguy hiểm một chút. Tại con sẽ kê cái đây, các bạn thấy rõ chưa? Đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ cho nó ra lồng. Đấy, mình sẽ mở cái con mái sẵn ra để cho nó nhìn thấy luôn cái con mái, để nó trấn tĩnh luôn cái tinh thần của nó. Thì cái cửa này nó chỉ có hai cửa, cho nên là hơi nếu mà mình mà cầm điện thoại nữa thì nó hơi ghê tay một chút, sợ không ai con chim nó sổng ra. Đấy, thì đây. Con này thì xòe rất đẹp, nhưng mà cái tâm lý của cái con xòe thì thưa với các bạn là nó sẽ không ổn định. Nếu như mà các bạn gột cái con xòe ngay từ cái con bổi, ngay từ lúc đầu mà Quang đã hướng dẫn cho các bạn các cái clip ấy, thì nó chả sợ một cái gì cả, nhưng mà cái chim này là chim mua đi bán lại thì không biết nó như nào, thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Đấy, các bạn thấy là ra khỏi hộc thì bắt đầu là nó cũng đang lạ lạ, nhưng mà thấy con mái thì nó cũng đã ra thái độ rồi. Đấy. Chim này thì nuôi ở bản, lông thì hơi bó một chút ở bụng, mà màu lông thì không được đẹp, nó phải là chim nó dùng cái sản phẩm cám của mình cơ thì nó mới vàng óng ra. Ở đây thì Quang cũng sẽ nuôi, và các bạn sẽ thấy rằng là sau một thời gian mà ăn cái sản phẩm cám chim của Quang thì chim nó sẽ vàng óng đẹp, vì Quang mua nó về để mình chơi mà, chứ không phải là mình buôn bán gì cả. Cho nên các bạn yên tâm là sẽ thấy cái con này ở một số các cái clip sau. Và mình sẽ chăm sóc nó, rồi các bạn thấy là dần dần thì cái màu lông mỏ chân là nó sẽ vàng sáng rất đẹp, chứ còn đây là màu lông với mỏ là xấu lắm. Đây thì sau khi chim nó về thì chúng ta sẽ để cho nó tĩnh dưỡng, nó nghỉ ngơi. Đấy, cho nó nhìn thấy cái con mái như thế thôi, không cần cho nhìn thấy nhiều, cho nhìn thấy nhiều là nó sẽ nhàm chán. Đó. Nếu như các bạn mà thỉnh thoảng các bạn thay con mái đi thì càng tốt, chim nó sẽ phấn khích lên và vực lửa lên nó rất là nhanh. Thì cái cách của Quang như này nhé các bạn nhé. Mình không cần biết là cái người nuôi, người bán nó chơi ở nhà người ta ra sao. Đấy. Bây giờ hiện tại là mình không nên vội vàng.
Đấy, bây giờ mình chỉ cần biết là mình cố gắng ở trong một hai, nếu như các bạn mua bán mà chưa tin tưởng cái người bán thì các bạn phải kiểm tra kỹ ở trong vòng theo đúng như cái người bán chim người ta bảo hành là khoảng chắc là 3 hôm, thì hầu như ai bán chim cũng bảo hành tật lỗi trong 3 hôm thì các bạn kiểm tra kỹ thì hầu như là thế. Đấy, thì các bạn kiểm tra kỹ xem nó có tật lỗi gì không. Thì trước đây thì Quang cũng đã mua một cái con chim mộc dở, chính cái con xòe trước đấy. Quang cũng đã làm mười mấy cái clip, là cái clip thứ hai, thứ ba là Quang cũng đã hướng dẫn luôn các bạn là cái cách kiểm tra tật lỗi luôn đấy, nhanh nhất đấy. Đấy, thì các bạn xem. Đấy, thì giờ Quang làm lại thì Quang cũng không làm clip nữa. Đấy. Đấy, thì sau khi như này nha, mình không cần biết là ở clip trước nó chơi nó đấu như nào, mình không nên thử vội. Đấy. Mà mình chỉ cần hướng dẫn các bạn là cố gắng kiểm tra con chim nó có tật lỗi hay không thôi để báo với người bán thôi. Còn lại ấy, thì sau khi mà các bạn yên tâm là chim nó không tật lỗi rồi thì các bạn sẽ để ủ áo lồng như thế này cho Quang trong vòng một cái hôm đầu để cho chim nó tĩnh dưỡng, nó nghỉ ngơi, nó ăn uống. Đấy, mồi tươi thì nói chung là cũng không nên cho ăn vội, cũng chả sao, để cho nó ăn cám đã. Đấy, còn thực tế ra thì nếu mà cẩn thận hơn nữa thì các bạn sẽ cho chim nó ăn con dế. Nó ăn con dế từ, ví dụ như bây giờ Quang nhận chim nó khoảng 7 rưỡi sáng này. Đó. Thì cho nó ăn dế từ giờ đến trưa. Đấy, sau đó đến chiều thì chúng ta cho cám cho chim nó ăn cho nó ổn định cái đường ruột. Đấy. Đấy là cẩn thận, còn thực ra Quang nghĩ rằng cái con họa mi nó không sao đâu. Đấy, chả sao đâu, chúng ta cứ cho thẳng cám mới và không vấn đề gì cả. Thì Quang sẽ nuôi, Quang chứng minh cho các bạn thấy rằng là cái chuyện đổi sang cái cám mới này không có vấn đề gì cả. Đấy. Thế còn cái bạn này thì trước đây bạn ấy cũng sử dụng cái sản phẩm cám chim của Quang, nhưng không biết bây giờ thì còn sử dụng không. Đấy. Cái cám này thì thực ra hình như nó vẫn là cám của mình thì phải. Thì nó bị bay ra đây, nó hơi bị ẩm tí nước. Đấy. Ui con này ăn vảy cám lắm. Vung vãi hết ra này. Không cám chả còn tí gì cả. Đấy. Thì nếu Quang sẽ kiểm tra cám xem nào. Thế còn cái chuyện đổi cám không vấn đề gì cả. Cái này thì hình như không phải sản phẩm cám chim của Quang rồi. Bởi vì cái cám chim của Quang mà có ngấm nước như này còn lâu mới bở ra này. Bởi vì cái cám của mình này, đây. Các bạn cái cám của mình đây. Các bạn mà để ngấm nước vào còn lâu nó mới bở ra như thế, bởi vì Quang sấy rất là khô, cho nên là Quang bảo hành với các bạn là nếu như cái cám này mà chúng ta mà để ở cái chỗ vào cái chai lọ kín không mở ra mở vào mà chúng ta để chỗ thoáng mát thì Quang cũng đã bảo hành với các bạn là 1 năm luôn không không bị mất mùi và vẫn còn mùi thơm. Đấy, cái sản phẩm cám này. Đấy. Thì chúng ta đổi cám không vấn đề gì. Quay trở lại với cái vấn đề clip, bây giờ chúng ta dưỡng con chim như nào? Quang thì Quang không cần biết là có thử luôn hay không để xem nó có đấu được với như cái clip mà người người bán người ta quay hay không. Thực ra thì là mà chúng ta bây giờ chúng ta về nhà mà chúng ta lôi chim ở nhà chúng ta ra thử luôn ấy thì không lên chỗ nào cả. Đấy, bởi vì con chim nó đi xa, nó hoảng loạn, nó sợ sệt thì phải để cho nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nó 1 đến 2 ngày, thậm chí đến 3 ngày. Nếu như những con chim nó đi xa khoảng 1 2 ngày 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 đường. Đấy, thì chúng ta cứ cố gắng, chúng ta chỉ cần kiểm tra tật lỗi và đúng cái con chim của người bán người ta gửi thôi là được. Đấy, thì sau sau khi mà chúng ta để nó nghỉ dưỡng như thế, mỗi ngày chúng ta chỉ kè vào mái một tí thôi để chúng ta luyện tí, hót bập bập tí, quay vào gọi mồm tí rồi chúng ta làm quen với nó. Thế còn lại thì chúng ta cứ cố gắng chúng ta để cho chim nó tĩnh dưỡng, nó nghỉ ngơi mấy hôm. Đấy, sau đó thì cái bước tiếp theo thì Quang sẽ làm clip hướng dẫn cho các bạn. Đấy, thế còn clip này thì Quang nghĩ rằng là chỉ nên dừng lại ở đây thôi để cho sợ là các bạn xem nó dài dòng quá các bạn cũng không nhớ được. Đấy, thế thì cái bước đầu thì Quang cũng chỉ có là để cho nó nghỉ ngơi đây. Thì bây giờ thì Quang sẽ cất cái con mái đi và chỉ một mình con chim nó ở đây thôi. Nó sẽ đủ cái ánh sáng để nó ăn uống ở trong lồng là được. Và cố gắng là đừng để cái tiếng con chim họa mi nào ở nhà mình ấy làm ảnh hưởng đến nó. Đấy, để cho nó yên tĩnh, nó ăn uống, nó nghỉ ngơi. Chứ còn nếu như có cái con chim họa mi ở nhà mình nó hót lên ấy làm tâm lý con chim nó ảnh hưởng. Nếu như nó tố chất quá hoặc là nó căng lửa quá thì nó sẽ gào mồm với nó đấu lại thì cũng không ảnh hưởng gì cả. À, tức là nó bị ảnh hưởng là gì, nó sẽ gần như kiểu chúng ta phải cãi nhau, gần gân cổ đến cãi nhau ấy chẳng hạn thế. Thì tốt nhất là cứ để cho nó nghỉ ngơi. Đấy, sau rồi ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp về cái chuyện là
tiếp tục nuôi dưỡng nó như thế nào thì Quang sẽ làm cái clip hướng dẫn cho các bạn sau. Và thế thực tế ra thì cái con chim này thì chưa biết tính lết của nó như nào, nó đấu ra làm sao, thì chúng ta cứ cố gắng, chúng ta cẩn thận, chúng ta coi nó, lựa nó từ từ từng ngày một, rồi thì chúng ta sẽ có một cái con chim nó chơi nó ổn định chắc chắn đấy. Chứ nếu như chúng ta vội quá, không may nó làm hỏng con chim đi chẳng hạn, thì lại cũng xảy ra cái chuyện tranh cãi nhau ở trên mạng thế này thế kia đấy. Thì cố gắng là anh em nuôi họa mi nên nên cố gắng là kiên trì, không nên nóng vội đấy, thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả rất là cao ở trong cái việc nuôi họa mi. Và clip này thì Quang xin dừng lại ở đây và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong các cái clip sau về cái chú chim xòe mua bán ở trên mạng như thế này. Và hẹn gặp lại các bạn.